Xin chào mọi người, hôm nay là mình chia sẻ một cái clip là hướng dẫn mọi người khi mà cái cây của mọi người hiện tại nó giống như của mình, cũng như mấy bạn trồng cũng tầm 2 năm rồi, nhưng mà mấy bạn á để hiện giờ mấy bạn mới chỉnh sửa lại thôi. Hiện giờ cái cây của mấy bạn thì nó rất là thấp mà nó dài như thế này ha. Thì có nhiều bạn là không biết cách làm sao, tại vì mình thấy có nhiều bạn thì cứ thấy nó nằm dài như thế này, cái để cho nó nằm sạch xuống luôn vậy ha. Khi mà mấy bạn mà quằn mà để cho nó nằm sạch xuống vậy á, thì tới lúc mà nó có trái á, thì ở bên đây hai cái mầm này nó ra nó có trái á, thì cái nhánh cây của mấy bạn nó còn sập xuống nữa. Thì khi tới lúc đó cái tầm nhìn nó chỉ có ngang ngực mấy bạn thôi, thì cái cây á thì nó có nặng thì nó càng lùng xuống. Thứ hai nữa, mấy bạn đi đứng thì nó sẽ bị vướng ha. Thì trước tiên mình quằn á thì mấy bạn phải cố định cái cây của mấy bạn trước, cố định cái cây này cho nó đứng lên. Khi nó đứng lên xong rồi thì những cái mầm ở trong đây nè nó mới ra nhiều ha. Đây, tại vì cái cây này là hồi năm rồi mình đã cố định rồi, nhưng hiện tại thì mình tháo nó ra để mình chia sẻ cho mọi người làm như thế nào để cho nó cố định cái cây này lại ha. Để mình làm nha. Cũng như hiện tại thì ở đây cái cây này của mình thì nó có 2, 4, có 5 nhánh. Nó 5 nhánh. Thì trước tiên mấy bạn phải cố định cho cái cây của mấy bạn nó đứng lên. Đỡ lên cho mình nó tiếp em. Ông chồng mình ông quay cho nên có một mình ên tôi nha. Cho nên hơi lạnh, hơi cực một tí. Đó, trước tiên thì mấy bạn phải cố định hai cái cây này lại trước cho nó đứng lên. Khi mấy bạn mà muốn ở trong thân này nó mọc mầm ra thì mấy bạn phải cố định nó lên nha, cố định ở trong đây nó sẽ mọc mầm ra. Thứ hai nữa, hiện giờ thì cái nhánh này nè, cái nhánh này hiện giờ thì nó đang nằm cà sủi xuống kìa, thì mình cũng phải cố định cho nó đứng lên. Tại sao mà mình kêu mấy bạn á sử dụng dây thun á là nó như thế ha. Dây thun á nó có độ giãn, khi mà mình quằn á hoặc là mình kéo nó lên á thì nó có một cái độ giãn. Đây mấy bạn thấy ha, cấp mới nãy cái cây này nè nó nằm nó cà xìm ở dưới đây ha. Hiện tại thì mình kéo nó lên thì nó đã đứng lên như thế này đó. Khi mà nó đứng lên rồi á thì mấy bạn quằn á thì cái cây này á là nó sẽ nằm ngang như thế này, thì nó sẽ qua cái tầm nhìn của mình. Đây là cái cọng dây mà hôm năm rồi của mình quằn cho nó nè. Cọng dây này thì mình lấy lại mình tận dụng. Khi mà mấy bạn cái cọng dây này á thì mấy bạn quằn cái nhánh này thì mấy bạn phải nhìn qua cái nhánh bên kia. Ở cái cọng dây này mình có thể quằn qua nhánh nào nha. Chứ mấy bạn đừng có mỗi một cây là mỗi một nhánh là quằn một cọng dây. Mình có thể lấy là một cọng dây này mình có thể quằn được hai nhánh. Đây, cũng như vậy đây, mình đi qua bên đây luôn. Để mình làm lại cho nha. Để mình làm lại cho mấy bạn nhìn dễ hiểu nha. Một cọng á là mình có thể sử dụng được hai nhánh mãn cầu. Mấy bạn đừng có sử dụng một nhánh. Đây, cũng như cái cây này đi. Cái cây này mấy bạn sẽ nhắm qua bên đây. Cái cây này á thì nó sẽ đi với cái cây nào để mà đi thun đi chung cái chiều hướng á. Đó. Đây. Mấy bạn thấy những cái cây này của mình nè, mình cũng đều cột dây cố định hết nè. Đó, cây nào mình cũng chịu cột cố định hết nha. Tại như vậy á thì
cái cây mãng cầu của mấy bạn á, ở trong thân nó mới ra mầm, khi cố định mà nó đứng lên ha, mà nó nằm nữa nha, chứ không phải cố định đứng lên chỉa hai mắt là không có được nha. Đó. Thì hiện tại cái cọng dây này nè, nó đã qua từ cái nhánh này qua nhánh bên kia, nó thì có nhiều bạn nó ủa thì bây giờ cái nhánh mãng cầu của mình bây giờ nó ra dài như thế này nè, thì mình quằn á thì sợ nó bị nó gãy nhánh, mấy bạn sẽ sợ là gãy cái nhánh này đúng không. Đây thì những cái nhánh mãng cầu này nó có những cái mắt đây nè, thì cái mắt bên đây có bên đây hoặc là bên đây thì nó có một cái mắt một cái giai đoạn, thì mình sẽ lòn theo cái mắt mãng cầu, cái mắt nha, mà cái mắt của cái nhánh mãng cầu nha. Đó, mấy bạn lòn này, lòn theo cái mắt của nó, cái luồng dây á, cái luồng dây của mấy bạn đi theo cái mắt của mãng cầu nó, mấy bạn cứ luồn như thế là vừa. Này còn những cái bông này sẵn có thấy thì hái luôn nó, mấy bạn thấy ha, thì nó nằm ngang như thế này nó, thì cái cọng dây này mình cũng qua bên đây mình cũng làm tương tự như vậy. Này các bạn cứ để cho nó đi luồn theo cái mắt mãng cầu nha. Đó, cái mầm mãng cầu á, tại vì nó có một cái đoạn mà nó có cách ra một đoạn thì mấy bạn cứ luồn theo cái đoạn đó. Này cái làm bằng dây, cái lộ dây thun này thì dễ làm hơn là dây lông nha, tại vì dây thun này thì nó có độ giãn, chẳng hạn như mình á, mình bây giờ mà mình thấy có bông như thế này là sẵn là mình lặt luôn rồi đó, để cho nó đừng có ăn phân nữa, lặt luôn. Đó, các bạn thấy không? Nó thì cái thân cây từ trong ra đây là nó sẽ đi qua khỏi cái đầu của mình nè. À. Tới lúc mà mình cắt nhánh nè rồi mình chấm bông. Nó tới lúc mà mấy bạn cắt nhánh rồi mấy bạn chấm bông thì đều ok nha. Nó mấy bạn xem cái cây này của mình nè. À. Thì ở trong thân này á thì mình cũng có chừa ra đây. Đó. Cái loại dây này á, nó rất là ok, là tại sao mà mình khuyên mấy bạn nên mua cái loại dây này sử dụng, tại vì cái loại dây này á mấy bạn có sử dụng mấy năm nó cũng không có sao hết trơn á, nó không có thuộc dạng như nó bị hư á, từ khi nào mà trời mưa trời nắng á thì nó bị mục thôi, chứ cái loại dây này nó rất là tốt. Khi mà cái cây này á mấy bạn nắm qua dây bên kia á thì á, cái nhiều lúc gió nó gịch qua gịch lại nó cũng giúp mình dạng như là cột cái cây đó lại để cho hai cây nó nắm tay nhau á, cho dù gió nó cũng không có ngã đổ nữa nha. Đó. Thì mấy bạn cột như thế này là cái cọng dây này là không có còn tháo ra nữa đâu, không có còn cơ hội để mà tháo ra nha, từ khi dây nó bị mục bị hư thì mấy bạn thay đổi thôi, chứ không có phải là năm nay mấy bạn cột vô năm mới nó sang năm nó định hình rồi mấy bạn tháo ra không nha. Tại vì cho dù nó định hình mấy bạn cũng phải dặn để anh chị biết không, nhiều lúc mình trời bão á, trời gió nó lật cây á, nhiều lúc nó nắm tay, nhờ nó nắm tay qua lại mà cái cây của mình nó không có ngã, cái cọng dây này mà cột lên trên đây rồi á là không có còn cơ hội lấy xuống đâu, từ khi nào mà cái cây nó bằng cùng giò gì thì mới có thể lấy ra, là cái cọng dây lúc đó là không lấy cũng không được, lúc đó là cái cọng dây nó bị mục rồi ha. Đó, nó như vậy. Bên đây nữa, mấy bạn cột bất cứ một cái cọng dây nào thì mấy bạn cũng phải nghĩ rằng cái cọng dây đó có tác dụng là thành lợi cho mình làm hai, chứ đừng có cột một cọng dây rồi cột chỉ có một nhánh thì nó rất là lãng phí thời gian khi mà mình quằn đọt, khi rồi nó còn thêm mất thời gian cái cọng dây mà mình cứ đi cột dây hoài, mấy bạn biết không, một cọng dây mình có thể nhìn được, mình có thể tạo được hai cái nhánh mầm như thế này đó. Đó mấy bạn thấy cái cây của mình rồi mình sẽ quằn ra, chẳng hạn như cái cây này đi, cái cây này là ở dưới đây nó có một cái nhánh nè, nó ở đây nó có một cái nhánh, ví dụ như mấy bạn mà muốn để cho nó đẻ thì cho nó đẻ, ví dụ cho nó đẻ trái thì bạn có đưa qua đây đó, không có cần phải cột xuống dưới đất luôn, không cần, mấy bạn sẽ cột trên thân này, tại vì ở dưới đất á nhiều lúc mình quải máy cắt cỏ á, mình quải máy cắt cỏ bắt đầu là nó sẽ mình cắt đứt cọng dây á, cái nhánh nó nhảy lên, cho nên mình chủ yếu là mình cho những cái cọng dây lên trên vàng hết
mình coi nó lên vàng trên hết đó. Các bạn thấy ha, đó, khi đó mấy bạn cho lên vàng hết cho mình. Lúc mà mấy bạn quặng mấy bạn cũng phải xem nha, xem cái nhánh nó chịu hướng làm sao đó. Chứ không phải lúc mấy bạn quặng mấy bạn cũng phải xem bên đây bên kia được hay không, rồi mình còn phải quặng đọt nữa, cái nhánh của nó được hay không, rồi mấy bạn mình phải cột tới cột lui nha. Tại vì mình cột vô trong đây là mình cột cho nó dính ở đây luôn. Từ khi nào mà cái dây này nè nó bị mục rồi nó bị hư hoặc là nó bị vấn đề gì thì mình mới thay thôi, chứ cái cọng dây này cột vô đây là nó không có thay đổi đó. Các bạn cho nó về đây đi, cho cái nhánh này nó đẻ năm nay, nó đẻ xong rồi bắt đầu là mình biết là mình thay đổi đó. Còn chẳng hạn như cái chỗ này nè thì mấy bạn thấy trên đây có nhánh, ở bên đây cũng có nhánh nữa nè, nó thì mình sẽ cho nó đi hướng khác, mình sẽ cho nó đi hướng khác nha. Đó, đây nằm ngang luôn, trời ơi nó đẹp quá nè. Cái cọng dây này là cọng dây cũ hồi năm rồi nè, nó bây giờ nó còn ở trên đây luôn, thì cho nên sẵn đây mình đi lọn luôn đó, sẵn đây mình lợi dụng cái cọng dây hồi năm rồi luôn đó, mình lọn vô trong mấy cái mắt này nè. Mấy bạn đừng có lo cái nhánh của mấy bạn nó bự á, rồi cột nó khó, chứ thật ra nó dễ. Mấy bạn cứ theo cái mắt của nó, rồi cứ theo nó như vậy. Tại vì dây bằng dây thun này nó rất là ok. Đó, thấy chưa, cột qua bên đây đó, là cái nhánh này nè, cái nhánh này nó vẫn nằm ngang, nó đi qua bên đây, còn cái nhánh này là mình cho nó qua đây tí nha. Cọng dây là cọng dây này là dây hồi năm rồi mình cột nó nè đó. Thì năm nay mình không có cho hai cái đầu, mấy bạn cột nhánh mấy bạn nhớ nha, cái đầu này với cái đầu này không có cho nó dính trùng nha, nó dính với nhau sau này gió nó đập cây này đập qua cây kia, cái này mình nó cho nó qua đây đó. Đó, mấy bạn thấy cái nhánh của mình không, là không có được hai cái đầu nó dính nhau gì, không có được nha. Cái này thì đi qua đây, cái này thì cho nó đi qua bên đây, không có cho nó đụng nhau gì, nó đụng nhau gì cái đọt này với cái đọt này nó đánh nhau gì nè, cái trái của mình nó sẽ bị tổn thương đó. Khi quặng mình thấy có bông gì nè sẵn mình lặt luôn, để không có cho nó ăn dinh dưỡng của cái cây của mình luôn. Rồi thì mình chia sẻ là cái cách quặng cái cây con như thế này nha mọi người, thì chúc mọi người thành công đó. Mấy bạn thấy trong hiện giờ là mình quặng đứng nè, trong đây mấy cái mầm nè nè, nó trong đây mấy cái mầm mấy bạn thấy không, nó ra mầm, bắt đầu nó ra mầm rồi nè, nó ra rất là nhiều luôn, ở trên nó ra trước, ở dưới nó ra sau ha. Thì mong mấy bạn là có thể quặng đọt thành công ha, để cây nó càng to càng bự ha, để có thể bán trái thiệt là nhiều nha. Rồi xin chào mọi người nha, bye bye.